Dạ thưa sư, giới không uống rượu ấy ạ, thì làm sao để quy định được cụ thể đó có phải là rượu hay không? Sau khi con học giới không uống rượu của sư trên YouTube thì có một cuộc hội thoại với đám bạn như sau: từ giờ tao sẽ không bị uống rượu nữa. Thì strong bao nhẹ lắm có phải rượu đâu, cũng là chất lên men không uống được. Thế trái cây lên men, cải chua dưa chua thì tính sao? Con hỏi tới đây là không biết đáp thế nào. Trái cây lên men thì không được rồi, nhưng cải chua dưa chua thì có tính không? Xin thưa là cái đồ dưa chua đó, đồ muối á, thì nó không tính. Tại vì á, ở trong thời của Phật á, nó có cái món cháo chua. Mà cái món cháo chua á, thì nó cũng giống như là bây giờ mình ăn cháo mà mình chơi thêm cải chua mình vô mình ăn thì nó chua chua vậy thôi. Hoặc là cháo nó qua đêm nó hơi chua chua một tí. Cho nên cái đó nó không được tính là rượu. Nhưng cái nước ngâm nha thì sẽ không chắc nha. Tại vì cái nước ngâm thì sẽ không biết uống vô có xỉn không thì sẽ không biết. Tại chưa ai uống bao giờ. Mà hình như cái nước đó cũng không nên uống. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo.